Thưa quý vị, nhằm thực hiện nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Nhưng đến giữa tháng 6 mới đi chưa được 1/3 chặng đường của cả năm. Dòng chảy tài chính tuần này mời tới trường quay một vị khách mời đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp để cùng tìm hiểu về giải pháp để cung và cầu vốn có thể gặp được nhau. Ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, là chủ doanh nghiệp và trực tiếp tham gia đào tạo nhiều khóa về tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xin cảm ơn ông Nguyễn Kim Hùng đã dành thời gian để tham gia dòng chảy tài chính. Xin cảm ơn MC, xin chào khán giả truyền hình. Vâng, và trước khi cùng trao đổi với ông Nguyễn Kim Hùng thì biên tập viên Hữu Trí sẽ cung cấp tới chúng ta một vài số liệu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bức tranh tín dụng. Xin mời anh. Vâng, chị Thu Hương ạ, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì đến giữa tháng 6, tín dụng đã tăng 3,79% so với cuối năm ngoái, tương đương là khoảng 500.000 tỷ đồng vốn đã được cho vay ra nền kinh tế. Dù là mức tăng này thì còn thấp hơn so với mục tiêu, nhưng mà đây đã là doanh số tốt nhất cùng kỳ của 3 năm trở lại đây rồi. Tuy nhiên, thì mức tăng tín dụng cũng có sự phân hóa khá lớn giữa các ngân hàng với nhau. Những ngân hàng nằm trong top đầu có mức tăng tín dụng tốt trên 10% thì chúng ta có thể nhắc tới một vài cái tên như là LPBank hay là Techcombank, và tiếp tới là BIDV hay là MB. Ngược lại thì cũng có những cái tên tín dụng tăng trưởng âm từ 5 tới 10%, có nghĩa là dòng vốn không cho vay ra được. Nguyên nhân được chỉ ra là do nhu cầu vốn của nền kinh tế thì vẫn còn yếu. Một số khách hàng vay vốn nhưng mà chưa có phương án kinh doanh khả thi, cho nên là các ngân hàng thương mại họ cũng khó lòng mà cho vay. Cái nguyên nhân lớn nhất của việc chậm này thì cơ bản là do cái cầu tín dụng của nền kinh tế. Do nền kinh tế vẫn còn khó, các doanh nghiệp và kể cả các cá nhân đều không có nhiều nhu cầu về tín dụng. Sức hấp thụ tín dụng của nền kinh tế còn rất là yếu. Cái nguyên nhân thứ hai là do cái tín dụng của tháng 12 năm 2023 tăng rất là mạnh. Nên là các anh chị nhìn thấy quý 1 năm 2024 tất cả ngân hàng đều âm. Lý do là cái dòng tiền bơm ra rất lớn vào cuối năm vẫn còn duy trì trong thời điểm cuối năm. Và các ngân hàng cũng bắt đầu tăng trưởng lại được vào quý 2 năm 2024. Tại sao trung dài hạn lại không tăng trưởng được, giảm trong năm 2023 và không tăng trưởng được mạnh mẽ trong năm 2024? Đó là vấn đề về cấp phép, vấn đề về pháp lý, đặc biệt là pháp lý đất đai, về cấp phép đầu tư mới mở rộng ở các tỉnh thành hiện nay đều khó khăn cả. Rất nhiều khách hàng của Vietcombank hiện nay là chúng tôi tham gia ngay từ đầu, thế nhưng mà đấy, cái quá trình cấp phép kéo dài đến hàng năm rồi. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết là có 4 trên 5 lĩnh vực ưu tiên đều có mức tăng trưởng, như là cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay xuất khẩu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hay là ứng dụng công nghệ cao. Riêng với cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ lại giảm khoảng 1%. Vậy đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì ông Hùng nhận định như thế nào về điều này ạ? Rút kinh nghiệm từ năm 2023 thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã rất là mạnh dạn nới cái zoom tín dụng và giao cái zoom tín dụng cho các cái ngân hàng ngay từ đầu năm. Và với cái việc như vậy và cái tăng trưởng tín dụng nó chỉ đạt khoảng chưa đến 4%, thì có nghĩa rằng là việc zoom tín dụng chưa chắc đã phải là một vấn đề lớn của vấn đề điều hành. Câu chuyện tiếp theo nữa là cái việc tăng trưởng tín dụng không được, và đặc biệt là theo cái mục tiêu là chúng ta phải tăng trưởng khoảng 6% ở quý 2, nhưng mà tổng cả quý 1 quý 2 chúng ta được khoảng 3,79%. Thì có nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận thực sự là dù chúng ta có dùng các cái biện pháp kỹ thuật, điều hành bằng chính sách, các công cụ hỗ trợ tối ưu nhất, thì cái hấp thụ nền kinh tế nó vẫn là cái trụ cột quan trọng, vẫn là cái then chốt quyết định cái việc tăng trưởng tín dụng. Vậy thì vấn đề ở đây là vấn đề về nền kinh tế, và thực sự là cái hấp thụ nền kinh tế cũng như cái đầu tư trong nước và nguồn đầu tư tư nhân ở quốc tế và nguồn đầu tư trong nước. Tôi nghĩ đây mới là vấn đề quan trọng. Cuối năm tôi nghĩ rằng việc gọi là tăng trưởng về GDP thì khả năng vẫn đạt, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hấp thụ về tín dụng của nền kinh tế. Nói về khả năng hấp thụ của nền kinh tế một chút thì lãi suất theo ông thì nó có phải là một trong những điều làm cho cái khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng hạn chế hơn hay không? Chúng ta phải phân tích kỹ thuật một chút đoạn này. Ở doanh nghiệp nó sẽ có vốn chủ sở hữu rồi cổ phần chưa chia. Đó là hai cái chính nhất của ông chủ, còn lại là vốn vay. Có nghĩa là như nào dễ hiểu như sau, có nghĩa là tỷ suất sinh lời cơ sở của một doanh nghiệp là 10% và chi phí bình quân sử dụng vốn là 12%. Vậy thì nếu họ cứ tiếp tục đi vay thì họ lại càng âm ở vốn chủ. Khi mà nội lực thực sự của doanh nghiệp mà bỏ qua các cái liên quan đến thuế quan, bỏ qua cái vấn đề liên quan đến lãi suất, mà còn đến bây giờ còn bé hơn bình quân chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp, thì việc chúng ta tiếp tục tăng trưởng tín dụng có nghĩa là doanh nghiệp cũng đang âm vốn. Thì điều này tôi nói nó là phân tích kỹ thuật, chúng ta phải tính, nhưng tôi ít thấy các báo cáo đề cập về vấn đề này. Mà đây lại là vấn đề trụ cột của để giải quyết cái tăng trưởng cho vấn đề doanh nghiệp. Câu chuyện thứ hai, đối với doanh nghiệp lớn thì họ quản trị điều này rất là sát sao, vì bình quân chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp họ cạnh tranh với nhau bằng không phải mấy %. Tính đến bài toán giảm lãi suất thì chúng ta chỉ nhìn thấy được cái yếu tố tích cực và cái yếu tố trực quan nó đánh vào cái doanh nghiệp lớn mà thôi. Còn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc giảm 1% lãi suất nó không tác động tích cực một cách thực sự nhìn thấy. Vâng, như ông Hùng đang đề cập tới câu chuyện lãi suất thì tôi thấy là về câu chuyện này thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã liên tục yêu cầu ngành ngân hàng phải cố gắng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp rồi. Nhưng mà có vẻ như là dạo gần đây thì cái mặt bằng lãi suất huy động cũng đang rục rịch tăng. Ông đánh giá như thế nào, liệu rằng là cái sự tăng lên của lãi suất huy động nó có tác động tới lãi suất cho vay trong thời gian tới không ạ? Chúng ta phải xem xét trên nhiều góc độ khác nhau. Thứ nhất là tại sao ngân hàng lại tăng, và tại sao tồn kho tiền là lại vẫn tăng lãi suất huy động, thì đây là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai nữa là cái vấn đề tăng đấy thực sự là nó sẽ có một cái chu kỳ tăng mới hay nó chỉ là tăng cục bộ thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng là ngân hàng cần phải tăng lãi suất huy động, bởi vì là bản chất là chúng ta đang đối mặt với một kỳ đáo hạn rất lớn của các lãi suất thấp, của người dân, của các tổ chức kinh tế đang gửi ở các ngân hàng. Và nếu mà với cái mức lãi suất không tăng, trong khi thị trường chứng khoán đang tốt, thị trường vàng cũng đang rất cao và các thị trường đầu tư khác còn hấp dẫn, tôi nghĩ rằng một lượng lớn sẽ chảy sang các thị trường khác. Và tôi nghĩ đó là một biện pháp phòng vệ của ngân hàng. Bởi vì nếu mà ngân hàng không giữ được cái tăng về huy động tiền gửi trong dân thì sẽ ảnh hưởng đến cái quản trị của cái tiêu chuẩn quản trị Basel II, Basel III. Đây là điều quan trọng. Nền kinh tế trong thời gian tới, ngân hàng dự báo được có thể có nhu cầu tăng trưởng tín dụng và sẽ cần phải tích trước một cái lượng tiền để chuẩn bị cho kỳ tăng trưởng. Câu chuyện thứ hai liên quan đến vấn đề về xu thế, liệu nó có phải là một cái chu kỳ tăng trưởng lãi suất mới hay không, và có nghĩa là doanh nghiệp vay liệu có tăng hay không. Thì theo góc độ nhìn nhận và phân tích của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng khó có thể tăng lãi suất từ bây giờ đến cuối năm. Mà nếu có tăng thì cũng chỉ diễn ra vào các quý 4 thôi. Bởi vì bản chất ngân hàng còn đang dư tiền và họ phải giữ khách hàng. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Cái thông tư 06 và cái thông tư 10 cho phép các cái ngân hàng cho vay để tài trợ cho các khoản vay đã vay của tổ chức khác ấy, là một trong những cái mà ngân hàng phải tính toán đến. Bởi vì nếu không thì các ngân hàng khác họ chỉ cần gọi là giảm lãi suất thôi, 1% là họ có khi là lấy được khách hàng của ngân hàng bên kia rồi. Như vậy, như ông cũng vừa chia sẻ là các ngân hàng họ cũng có những cái áp lực của mình, phải giữ khách hàng rồi phải đảm bảo cái mức tăng trưởng tín dụng, và họ cũng có cái áp lực về lãi suất huy động để hút tiền gửi để có thêm cái nguồn vốn để cho vay, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà VTVMoney khảo sát thì các ngân hàng thương mại họ cũng cho biết là họ cũng phải tìm cách để cân đối các loại chi phí rồi các nguồn vốn đầu vào để có được một cái mức lãi cho vay nó hợp lý hơn. Bởi vì nếu mà không cho vay được thì các ngân hàng họ cũng rất là khó để duy trì được cái hiệu quả kinh doanh của mình. Dù biểu lãi suất huy động cao nhất của ngân hàng này đang là 5,5%, nhưng họ vẫn dành cả nghìn tỷ đồng cho vay một số nhóm doanh nghiệp ưu tiên với mức lãi suất chỉ từ 5% một năm. Giảm lãi suất, đa dạng hình thức cho vay là cách mà nhiều ngân hàng đang sử dụng để giữ chân khách hàng. Cái mức lãi suất mà áp dụng cho những cái đối tượng ưu đãi giảm từ 1 đến 2% so với cái biểu lãi suất chung, tập trung vào một số cái ngành nghề và lĩnh vực ưu tiên của ngân hàng, cũng như là các khách hàng mà trong cái phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các lĩnh vực ưu tiên thì có thể là vào xuất khẩu hoặc là các ngành nghề mà liên quan đến ứng dụng công nghệ cao, thì hiện tại ngân hàng đang áp dụng cái lãi suất ưu đãi. Chúng tôi cũng triển khai rất nhiều các cái giải pháp để thúc đẩy cái tăng trưởng tín dụng. Như chúng tôi ban hành 16 cái gói tín dụng với tổng quy mô khoảng 890.000 tỷ với mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 2,5% so với cái lãi suất cho vay thông thường để hỗ trợ khách hàng thúc đẩy cái tăng trưởng tín dụng. Các ngân hàng cho biết, để thu hút người vay, họ buộc phải cân đối chi phí vốn đầu vào, tiết kiệm chi phí hoạt động để có thể có mức lãi suất vay cạnh tranh. Đặc biệt, sau chỉ đạo phải công khai lãi suất cho vay của Thủ tướng Chính phủ, áp lực cạnh tranh giữ khách hàng của các ngân hàng ngày càng gắt gao hơn. Biện pháp mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cho 6 tháng cuối năm, đó là tạo điều kiện một cách thuận lợi hơn nữa trong vấn đề hạ lãi suất của các ngân hàng thương mại trên cơ sở tiết giảm những chi phí và trên cơ sở cái điều hành cái lãi suất của ngân hàng nhà nước một cách ổn định để tạo cái mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ổn định và hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, cùng với những cái giải pháp để tháo gỡ những cái khó khăn trong sản xuất kinh doanh hiện nay của các doanh nghiệp để tăng cái khả năng, cái điều kiện có thể tiếp cận được tín dụng của các doanh nghiệp cũng như là người vay vốn. Thì trên cơ sở cả hai phía như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là từ nay đến cuối năm tín dụng có thể sẽ tăng một cách tích cực. Ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn cho vay. Vâng, nói một chút về phía các doanh nghiệp ạ. Hiện nay thì chúng ta thấy là có các ngân hàng họ cũng đưa ra mức lãi suất cho vay rất là hấp dẫn, chỉ từ 5 đến 6%. Thì theo ông thì bản thân các doanh nghiệp họ cần phải làm gì để tiếp cận được với mức lãi suất này? Tôi vừa nói một cái chỉ số kỹ thuật đấy. Tôi ước là tôi có thể nói được điều này tới Thủ tướng Chính phủ. Bởi vì là phải nâng được cái chỉ số năng lực cạnh tranh, là cái nâng được cái PEP lên, là cái cốt lõi của doanh nghiệp. Thế là mình muốn giúp họ vay được thì mình phải nâng được cái chỉ số sinh lời cơ sở của họ lên. Thì nó do ba cái yếu tố quan trọng. Yếu tố thứ nhất là do thị trường. Cái yếu tố thứ hai do nội tại của doanh nghiệp, có nghĩa là cái năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Và yếu tố thứ ba là một trong những cái mà rất ít người đề cập. Đó là cái yếu tố gọi là gì ạ? Nhiều khi các cụ nói rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa. Như vậy chúng ta phải nâng cái ba yếu tố này lên. Cái năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cốt lõi được đo bởi chỉ số sinh lời cơ sở của doanh nghiệp cần phải cải thiện. Nếu cái điều này cải thiện thì không cần chính sách hỗ trợ đâu. Và 5 hay 6% nó không phải là vấn đề. Nếu mà chỉ số sinh lời cơ sở đạt khoảng 10% thì lãi suất ở dạng 8% vẫn bình thường. Nhưng mà vì chỉ số sinh lời cơ sở hiện tại bây giờ đang khoảng 4% thì lãi suất 5% vay vào là âm. Như là tính dễ hiểu là như vậy. Vì vậy tôi nghĩ rằng là để tiếp cận được khoản vay 4 hoặc 5% đi vào lõi thì là phải cải thiện được cái chỉ số sinh lời cơ sở của doanh nghiệp. Và mới đây thì Ngân hàng Nhà nước thì cũng đã gia hạn thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ thêm 6 tháng. Thì điều này có ý nghĩa như thế nào với doanh nghiệp vậy ông? Thứ nhất là phải cảm ơn Chính phủ và trong đó là Ngân hàng Nhà nước. Thực tế thì trong đó cộng đồng doanh nghiệp họ gặp rất nhiều khó khăn ở thị trường. Vì vậy dòng tiền về để đúng kỳ hạn để trả nợ là không đúng kỳ hạn. Và nếu chúng ta không có biện pháp tháo gỡ với chính sách kịp thời như thông tư 02 và chúng ta tiếp tục gia hạn cái thông tư 02 thì tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng. Và tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng thì ngân hàng cũng vướng và doanh nghiệp cũng vướng. Một doanh nghiệp đã bị nợ xấu thì phải mất 5 năm mới có thể tái tục quay lại để vay được một ngân hàng mới. Và mất một chu kỳ 5 năm. Như vậy cái thông tư 02 nó then chốt là nó giải quyết được vấn đề đó. Nghĩa là chúng ta tạm thời tháo gỡ cái cục máu đông về nợ xấu lùi sang một tí thì giúp cho cả doanh nghiệp, cả ngân hàng họ có cái thời gian để họ cùng cải thiện được về nội lực của họ. Và việc này là việc cần thiết. Và năm nay thì mục tiêu đặt ra là tăng trưởng tín dụng 15%. Và bản thân thì Ngân hàng Nhà nước cũng cởi trói zoom tín dụng cho các ngân hàng thương mại rồi. Vậy thì theo ông mục tiêu này có khả thi không? Hôm vừa rồi thì ngành ngân hàng cũng đã công bố rồi, có đến 7 nhóm vấn đề để giải quyết tăng trưởng tín dụng đạt 15%. Nhưng mà ở một góc độ mà nhìn nhận đến 31 tháng 12 2024 thì tôi nghĩ rằng cái việc tăng trưởng 15% là hoàn toàn khả thi. Hoàn toàn khả thi. Vì nhìn bức tranh như ta vừa nói, các cái bức tranh về GDP vân vân thì khả thi của 15% tăng trưởng, nhưng cái quan trọng nhất ấy là nó tăng trưởng vào thời điểm nào. Nó phải tăng trưởng đều từ quý 1 đến quý 4 hay lại tăng trưởng vào quý 4. Quý 4 luôn là quý tăng trưởng tín dụng tốt vì nó liên quan đến tiêu dùng của Việt Nam và một số các cái quốc gia trên thế giới. Nó có cái đợt Tết là cái tăng trưởng tín dụng đấy nó phục vụ chi tiêu. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ chỉ nhìn vào quý 4 để chúng ta đánh giá tổng đạt thì tôi cho rằng cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng. Câu chuyện tiếp theo đó là nó phải đi được vào đúng trọng tâm của nền kinh tế, có nghĩa là vào nhóm ngành hàng mà như tôi vừa đề cập vừa nãy, đó là chúng ta phải nghĩ dài ra để đạt một Việt Nam hùng cường. Thì chúng ta phải có những cái nhóm ngành hàng trụ cột quyết định then chốt của nền kinh tế, vẫn là sản xuất chế biến chế tạo, vẫn là sản xuất chế biến sâu, nông lâm sản, nông lâm nghiệp, thủy hải sản. Và đây là điều trụ cột. Tôi hy vọng rằng tăng trưởng 15%, nhưng tỷ trọng những nhóm ngành hàng trụ cột nó tăng trưởng tốt. Và một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Kim Hùng đã dành thời gian cho Dòng Chảy Tài Chính. Thưa quý vị, chính sách tiền tệ cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là yêu cầu xuyên suốt được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra với Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn, tăng tính công khai minh bạch về lãi suất và tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động cho vay. Do đó, việc khơi thông dòng vốn trong nửa sau của năm nay sẽ là yếu tố quan trọng giúp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. VPBank vì một Việt Nam thịnh vượng.